Các bạn bỏ sách giáo khoa ra và cho cô biết
Còn xác định được gì nữa không?
Trễ ha. Khoai tây nó có rất là nhiều những cái mắt trồ nha. Đây là trồ ngọt, đây là trồ thắt này các bạn. Như vậy chúng ta xác định đây là không, được chưa? Rồi, mời con. Theo em là củ dâu tây là hơn vì sao vậy? À đây các bạn thấy dâu tây nè. Bà
bên nào và cũng được bạn chân là trên hay dưới? Rồi. Và nhóm 2 cũng quy chen vậy phải không? Dạ. À, cũng giống vậy, đây là dưới, đây là trên đúng không? Rồi bây giờ nhìn kỹ trong sách giùm con nha. Rồi các bạn thấy người ta cho củ khoai tây. Thì hồi nãy chúng ta thấy cái hình khoai tây thì rất là dễ rồi. Đây khoai tây thì các bạn thấy nó nằm bên dưới mặt đất đúng không? À nhưng mà củ dân ta thì nó cũng nằm dưới mặt đất đúng không? Củ su nào thì nằm trên mặt đất, người ta cho luôn thông tin nè. Nhưng mà ở củ ngân nè, người ta nói thân rễ và thân trên mặt đất. Các bạn nghe cụm từ này đó sao? Thân rễ và thân trên mặt đất. Như vậy thân trên mặt đất ở cái phần này nè các bạn. Vậy thì phần thân rễ thì sẽ nằm ở đó, dưới mặt đất nha. Rồi như vậy nhóm đề và nhóm 2 các bạn có sự phân loại chưa được nhưng mà không sao, đó là mình từ hiểu từ từ mình sẽ chỉnh lại ha. Như vậy cũng được, mình sẽ bỏ vào nhau dưới mặt đất nè, chưa? Rồi như vậy phân trên mặt đất chỉ có cái su à, rồi rồi đó là của nhóm 1 và nhóm 2. Rồi chúng ta xem đáp án nha. Rồi riêng của nhóm 3 và nhóm 4 thì sẽ phân loại dựa vào hình dạng. Thì con nhận thấy các nhóm này đều phân loại là hai củ này chung nhóm, hai củ này chung nhóm, bên này cũng vậy luôn đúng không? Vậy giờ chúng ta sẽ lấy một cái cây này nha, rồi để xem và đáp án đúng chưa. Rồi đáp án à, như vậy thì các bạn đã có sự quan sát chính xác đúng không? Thank you.
kiên nghệ, còn củ nghệ khác nhau. Thân nghệ là khác nhau, chức năng thân, chức năng của cây nghệ khác, còn chức năng của thân, thân củ nghệ là khác với củ nghệ. Đặt nhớ là đặt câu hỏi chưa chính xác. Ai làm gia vị hay là làm thuốc chữa bệnh nha? Bà bạn mình xác định nghệ là thân thể đúng chưa các bạn? Đúng không? À đúng rồi, còn biết chữ gì nữa không? Còn biết cây gì nữa không? Cây gì có thân thể nữa? Rồi, con giới thiệu cho các bạn một số cây rất là quen rồi. Cây nghệ thì nó gần với cây huyền mà nha. Nó cũng là những cây có thân thể và một cái loại cây các bạn hay thấy bán hay ngã ra dòng á. Cái gì ta? Cái gì nè? À, cây cỏ chanh. Thì cái cây này nè, các bạn hay thấy bán ngã ra dầu á. Nó dùng để làm thuốc, hoặc các bạn thấy ở đây che thuốc lầu. Rồi, đây nè. Đây, người ta thường nấu nước nè, và uống nước làm mát. Tuy nhiên, cây cỏ chanh thì tôi giới thiệu cho các bạn nó một cái tác hại nữa. Đây là kẻ thù của nhà nông đó các bạn. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà nó mọc lên thì nó sẽ chặt ra nhiều chất dinh dưỡng của các cây trồng của mình, làm cho cây trồng của mình hồi công chặt lớn. Nhưng mà khi người ta nhìn cái cỏ chanh này lại cực kỳ khó khăn, bởi vì khi mà mình dỗ nó lên chỉ cần nó có một cái mối rễ, một cái mối rễ nhỏ mà nó còn tồn tại thì nó lại sao? À, nó mọc lên tiếp, bởi vì mình biết thương rễ nó có gì trên thân. Đúng rồi. Trời ha, bây giờ cái trời sẽ mọc lên cây mới, cho nên dân gian mình mới có câu diệp cỏ. À, phải diệp tận gốc ha. Rồi đó là một số vấn đề mà cô nêu ra. Như vậy chúng ta vừa mới tìm hiểu xong một loại thân biến dạng, đó là thân thân rễ, và thân rễ có chức năng là ai dựng dưỡng chất dinh dưỡng. Bây giờ chúng ta qua loại tiếp theo. Rồi, như các bạn đã xếp theo hình dạng thì củ su hào và củ khoai tây bạn cho chung một nhóm. Vậy thì bên cho cô điểm giống nhau của chúng ha. Chúng giống nhau như thế nào mà bạn cho nó chung một nhóm? Và bạn à, nó tròn tròn gì nữa mà có à, nó to, nó hình to hơn so với thân thể gì nữa nè. À, theo con nó chứa, nó hình to là nó chứa nhiều dinh dưỡng hơn. À, nó có chồi đây, nó có chồi và nó có lá ha. À, như vậy chúng ta thấy chúng giống nhau là đều có chồi lá và nó tinh to ra giống như cái dạng củ, cho nên người ta gọi tên nó là gọi tên là thân củ ha. À, và tương tự cho cô biết thân củ có chức năng gì đối với cây. Thân củ có chức năng gì đối với cây? Quay ta. À, chứa chất dự trữ để xem bạn nơi chức năng có đúng không nha. Rồi, thân củ có chức năng là dự trữ, đúng chưa? Chứa chất dự trữ. Rồi, như vậy chúng ta đã biết được hai loại thân biến dạng mà thân rễ, mà thân củ. Bây giờ chúng ta ra loại thân biến dạng thứ ba, chất cây cuộn. À, xin lỗi, trước khi qua loại thân thứ ba thì các bạn cho cô biết là các bạn còn biết được là có những loại thân nào là thân củ nữa nè. Ngoài khoai, xin lỗi, ngoài khoai tây và su hào ra, còn biết loại cây nào có thân củ nữa. Bạn ta? Cây cà rốt. Cây cà rốt phải thân củ không? Mình hỏi một bài trước rồi. Bạn ta? Chứ lại gì? Rễ, chứ mới không rễ. Nó nổi cây cà rốt rồi nha. Khoai bì, khoai lang, cà rốt, củ cải là rễ. Củ mình hồng rồi, đừng quên hết rồi. À, còn cây nào có phân củ nè? Bạn còn biết cây nào nữa? Biết không? Mày có cây gì? Cây gì? Nó nổi không? Cây gòn hồi nãy mình học có lại nhiều biến dạng đây. Thân rễ mà. Giờ con đang hỏi thân củ. Thôi, à, biết cây nào có thân củ nữa nè. Hả? À,
bệnh người ta gọi là thức ăn và là củ chi. Yeah. À, hàng ngày ăn canh rồi mà không biết củ này luôn. Củ gì? Ngoài ra củ sắn là rễ. Ha, rồi đây. Bởi vì cô mới nói là rất là nhiều củ trong tự nhiên mà các bạn không biết được nó là thân hay là rễ, nên các bạn phải quan sát kỹ. Thì về cứ quan sát thử củ sắn xem có thấy lá, có thấy chồi không thì biết nó là thân hay là rễ. Được chưa? Rồi, và công dụng của củ dừa thì nó có màu sắc đẹp nên người ta thường làm phẩm màu, là thức ăn hoặc là thuốc. Rồi, giờ chúng ta qua lại phân biến dạng cũng là. Rồi, bên xương rồng. Các bạn biết tại sao cô không có hướng lại bên xương rồng hay không? Ai biết nè, rồi mà con. Nó có đau thì sao? À, nó đau là cơ thể của các bạn sẽ rất là tốt, rất là khó chịu ha. À, cho nên cô học cho các bạn đem theo. Ngoài ra các bạn biết cách phần gai không? Các bạn còn biết thêm một thứ nữa. Đây các bạn thấy không? Ngay trọng quê nhỏ vào bên xương rồng, bạn thấy có nhiệm vụ nè.
Sau khi đã tìm hiểu được ba loại biến dạng rồi thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện cho cô phần này trong vòng 5 phút. Rồi, hoàn thành cái bảng này, các bạn ghi luôn trong sách nha. Bảng này có trong sách. Nhưng mà khi lên bảng thì cô sẽ biến ấu cho các bạn. Nhưng mà đừng có đơn vị như vậy, nhìn rất là chán đúng không? Chúng ta biến ấu ra một chút về trò chơi đi. Để không? Dạ. Rồi. Ở trong màn tiếp theo, các bạn sẽ kéo những cái đặc điểm hay là những cái tên và chức năng phù hợp vào từ cái ô này nha. Rồi, các bạn có 5 phút để các bạn thảo luận với nhau xem mình làm được hay không. Bạn nào không biết thì trao đổi với nhau. Để kéo, là ví dụ như cái này ha, các bạn kéo tên theo tiêu trạng, ví dụ vậy, các bạn kéo vào đây. Đẹp nha. Rồi bạn nào? Rồi ngồi ta. Không có bấm cái gì hết. Rồi. Không có kéo, không có bấm cái gì hết. Rồi cứ tập. Kéo thôi. Tiếp theo, cũng không.
của chúng ta là thân rễ nằm dưới mặt đất và dưới chất dự trữ là chức năng cuối cùng. Xin vào bài ta. Bye.